lộ nguyên nhân vụ nữ sinh mất tích khi đi thi lớp 10 được tìm thấy sau 12 ngày. Muốn nghỉ học nhưng bố mẹ không cho nên bỏ lên Đồng Nai xin đi làm bưng bê ở quán ăn. Theo đó, nữ sinh NTBA sinh năm 2K9 ở thành phố Châu Đốc, An Giang trước đó được gia đình thông báo mất tích sau khi đi thi vào lớp 10 trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa vào hôm 4 tháng 6. Sau 12 ngày mất tích, A đã được lực lượng công an tìm thấy tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đưa về An Giang bàn giao cho gia đình. Được biết, nguyên nhân khiến em bỏ nhà ra đi là do áp lực từ gia đình. A muốn nghỉ học nhưng bố mẹ không cho phép nên đã bỏ đi. A lên Đồng Nai thuê trọ và xin làm bưng bê ở quán ăn. Trước đó, vào chiều 4 tháng 6, A được mẹ đưa đi thi môn văn của kỳ thi lớp 10 ở An Giang. Khoảng 17 giờ cùng ngày, bố của em A đến đón nhưng đợi mãi không thấy con đâu. Cả nhà gọi điện nhưng điện thoại em tắt nguồn. Gia đình em A sau đó đã nhờ nhà trường trích xuất camera, trình báo sự việc tới cơ quan công an, đồng thời đăng tải thông tin hình ảnh con gái lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.